tôi xin phép được bắt đầu cuộc họp. Sở dĩ có cuộc họp triệu tập bất thường là do đợt thanh tra đột xuất vừa rồi ở kho nguyên liệu của phân xưởng 13 đã có kết luận rằng cậu Phạm Hữu Nguyện đã tự ý thay đổi tất cả nguyên liệu sản xuất mà không thông qua ai hết. Tổ thanh tra nghi ngờ có sự mờ ám ở đây. Nè chú Tài, chẳng phải ngay ngày hôm đó tôi đã nói rõ lý do với chú và tổ thanh tra rồi sao? Lý do mà cậu đưa ra tôi và tổ thanh tra đều thấy không thuyết phục, do đó không chấp thuận lý do này. Không thuyết phục là sao? Dạ thưa mọi người, sau khi kiểm tra thì tôi thấy 2/3 số nguyên liệu trong kho chỉ còn một tuần nữa là hết hàng sử dụng. Như vậy thì làm sao đảm bảo được lượng bột tốt nhất để sản xuất bánh an toàn được? Nếu tôi không lập tức thay thế thì sẽ ảnh hưởng tới việc sản xuất của nhà máy bị đình trệ. Nếu như cậu nói số bột cũ đó không đạt chất lượng thì tại sao lúc đó cậu không gọi cho tổ kiểm định chất lượng của công ty để tiến hành thủ tục kiểm tra chất lượng theo đúng quy trình mà lại dựa vào hai ông già ở tiệm vua bánh mì cũ của cậu để quyết định chất lượng của loại bột và ngay lập tức thay đổi loại bột mới? Trừ khi cậu bí mật liên kết thông đồng với nhà cung cấp mới để ăn chia quê hồng. Tôi nói điều đó có đúng không cậu Phạm Hữu Nguyện? Nè chú, chú đừng có nói bậy. Dĩ nhiên tôi không phải là con nít tranh, chưa biết mùi đời, ăn bướng nói càng. Những gì tôi làm, những gì tôi nói đều có bằng chứng, đều có nhân chứng. Alo, anh vô đi. Xin chào, anh Thuận. Người đi chung với anh là ai vậy? Dạ, đây là cô Phương, đại diện cho bên Liên Hoàng, là nhà cung cấp mới nguyên liệu cho cậu Hữu Nguyện. Cô Phương nói là có việc cần trình báo với lại lãnh đạo công ty, cho nên là nhờ tôi dẫn đến đây để gặp mặt mọi người. Cô Phương muốn nói gì với chúng tôi vậy? Thưa quý vị, chiều hôm kia thì có anh Đức, trợ lý của anh Nguyễn, có liên lạc với công ty của chúng tôi và có bàn về vấn đề cung cấp bột với số lượng lớn. Và anh Đức với anh Nguyễn có đưa thẳng vấn đề với tôi là nâng báo giá lên là 15%. Trong đó thì tôi được hưởng hoa hồng là 3%. Tôi thấy lời đề nghị đó quá hấp dẫn nên tôi đã nhận lời. Nè cô kia, cô đang đặt điều vu khống tôi đó, cô có biết không? Cậu Nguyện à, tôi nghĩ là cậu nên để cho cô Phương nói hết đi. Nếu đã được chia hoa hồng cao như vậy, sao cô còn tới đây để nói chuyện này ra để làm gì? Thưa ông, sau đó thì tôi suy nghĩ lại, làm như vậy thì không trung thực. Với lại bên công ty của tôi cũng muốn làm ăn lâu dài với một công ty lớn như công ty Thành Phát, nên chữ tín với nhau phải đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy tôi mới quyết định đến đây để nói ra sự thật cho ban lãnh đạo công ty được biết. Cô Phương, nếu mà cô đẩy giá lên 15% thì cô không sợ là chúng tôi so sánh giữa giá của cô và giá của những người cung cấp hàng cho tôi từ trước tới bây giờ, rồi tôi không lấy hàng của cô thì sao? Dạ thưa ông, thì tại vì anh Đức nói là tất cả mọi quyết định nằm trong tay của anh Nguyễn, bảo tôi đừng có lo lắng gì hết. Cô nói láo. Dạ thưa mọi người, xin mọi người hãy tin tôi, những điều của ta nói hoàn toàn là bịa đặt. Cậu Hữu Nguyện, cậu đúng là đồ trơ trẽn và không có tư cách. Mới được bổ nhiệm làm quyền giám đốc mà đã có âm mưu thao túng mọi chuyện ở công ty này rồi. Người như cậu thì làm sao có đủ tư cách ngồi vào cái ghế quan trọng này hả? Dạ thưa mọi người, tôi có thể khẳng định một điều, Thành Phát là tâm huyết của ba tôi. Tôi không có lý do gì mới vào mà tự tay phá hoại công ty của ba mình như vậy. Cô Phương, cô có đảm bảo tất cả những gì mà cô nói là đúng sự thật hay không? Tôi xin cam đoan những gì tôi nói đều là sự thật. Và anh Đức, trợ lý của anh Nguyễn, còn hứa sẽ gửi hoa hồng cho tôi.
Trong tuần sau, khi thủ tục quyết toán đơn hàng đã giải quyết xong. Cô dám? Thôi được rồi, cảm ơn cô Phương đã cung cấp những thông tin vừa rồi. Anh Thuận à? Dạ. Phiền anh đưa cô Phương ra ngoài trước giùm tôi. Dạ. Tôi xin phép. Như vậy là mọi chuyện đã rõ ràng hết rồi. Cậu Hữu Nguyện đã lộ rõ bộ mặt là người không trung thực, không năng lực, không chuyên môn, mà còn tính bòn rút, làm tình hình công ty xấu đi. Cậu ta hoàn toàn không đủ năng lực lẫn tư cách điều hành công ty này. Bây giờ ý các anh sẽ xử lý chuyện này như thế nào? À, chị Khuê à, tôi nghĩ về chuyện này chúng ta cần phải tìm nhiều bằng chứng mới kết luận được. Dù sao thì cậu Nguyện là cũng do anh Đạt bổ nhiệm. Riêng tôi cũng suy nghĩ như anh Long vậy. Chúng ta cần phải thêm bằng chứng và thời gian nữa mới kết luận. Nhân chứng đã rành rành ra như vậy mà các anh còn cần thêm thời gian để làm gì? Chị Khuê, tôi thấy ý kiến của anh Long, anh Hải đây rất tốt. Chúng ta nên cẩn thận để sau này nếu ai muốn kiện tụng thì cũng không được. Tuy nhiên, tôi có đề nghị thế này. Trước khi mọi chuyện được sáng tỏ trắng đen thì chiếc ghế chủ tịch hiện nay tạm thời nên giao cho cậu Gia Bảo đi, là con trai hợp pháp của anh Đạt đảm nhiệm. Mọi người thấy sao? Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Vậy xin phép cuộc họp kết thúc tại đây. Cô Lan à? Dạ. Cô làm biên bản của cuộc họp này gửi liền cho tôi nha. Dạ. Và viết quyết định bổ nhiệm mới để cho các chú trên hội đồng quản trị thông qua. Dạ, tôi biết rồi ạ. Tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi, càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên kia.